Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến Sever đã xác định được xe chở quân bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine, tấn công nó bằng UAV cảm tử Lancet. UAV trinh sát này được cho là đã đốt cháy xe bọc thép của đối phương, được phát triển ở Zala Aero của Nga. UAV Lancet có thể tấn công các mục tiêu đối phương một cách hiệu quả, cách xa hàng chục km. Bên cạnh đó, một số UAV của Ukraine cũng bị bắn hạ ở gần Belgorod. Thống đốc khu vực, ông Vyacheslav Gladkov cho hay, một cuộc tấn công UAV khác của Ukraine cũng được ghi nhận ở làng Malomikhailovka ở gần Sebekino, song không có ai bị thương. Nhóm tác chiến Center của Nga đã tuyên bố chiếm được Sviridonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đồng thời phá hủy các đội hình thuộc Lữ đoàn 47, Lữ đoàn Cơ giới 151, Lữ đoàn 68, Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 111 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 15 của Ukraine ở khu vực Vodvizdenka, Kalinovo, Tikhchinye, Novoekonomichevskoye và Dolinovka thuộc Donetsk. Lực lượng này cũng đẩy lùi hai cuộc phản công của Lữ đoàn Tấn công Liut thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine. Quân đội Ukraine lần đầu tiên cũng đã công bố đoạn video về những giờ đầu tiên tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng cất của Nga. Trong đoạn video được văn phòng báo chí của Bộ Chỉ huy Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine công bố ghi lại những giờ phút đầu tiên chiến dịch trên lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Video được tổng hợp từ hình ảnh quay bằng máy bay không người lái UAV và camera cầm tay của các binh sĩ dưới mặt đất. Trong video, quân đội xe tăng, xe bọc thép của Ukraine đã tiến vào vùng cớt, tiêu diệt, bắt giữ các binh sĩ Nga, sau đó giơ cờ của lực lượng tấn công đường không. Phần mô tả của video viết rằng, giả phá bom mìn, vượt biên, phá hủy tuyến phòng thủ của đối phương, không kích, pháo binh và tù nhân, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lập kế hoạch, yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu và giấu kín thông tin đã trở thành những yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Một số chuyên gia nhận định, thành công về mặt chiến thuật của Ukraine ở tỉnh Kerch là sự kết hợp sử dụng hiệu quả các loại vũ khí như xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái UAV. Kiev cho biết, thay vì giành quyền kiểm soát lãnh thổ của đối phương, cuộc đột kích vào Kerch đã nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng sống của công dân Ukraine bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga và chuyển hướng quân tiếp viện của Nga. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine SSO đã công bố hình ảnh một số đơn vị đặc nhiệm thực hiện hoạt động xâm nhập vào tỉnh biên giới Kerch của Nga. Theo đoạn video được SSO đăng trên mạng xã hội Facebook sáng ngày 19 tháng 8, có thể thấy các đơn vị Ukraine đã sử dụng một số khí tài phương Tây viện trợ như xe bọc thép HMMWV để vượt qua tuyến phòng thủ răng rồng được phía Nga triển khai ở tỉnh Kerch. Khi tiến vào khu vực có sự hiện diện của binh sĩ đối phương, lính đặc nhiệm Ukraine liên nhảy xuống xe và xảy ra các cuộc đọ súng. Dựa trên những hình ảnh được công bố, nhóm đặc nhiệm Ukraine thực hiện việc đột kích được trang bị súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh. Một số người trong đó đã mang theo súng phóng lựu hạng nhẹ. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine trên xe HMMWV đã sử dụng súng máy để yểm trợ cho đồng đội. Thông cáo từ SSO viết, việc đột kích, điều chỉnh hỏa lực pháo binh cũng như bắt binh sĩ đối phương là công việc hàng ngày của các binh sĩ SSO trên lãnh thổ đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, mục tiêu chính của Kiev trong chiến dịch ở Kerch là lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga. Theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18 tháng 8 khẳng định chiến dịch đột kích của nước này vào tỉnh biên giới Kerch của Nga đang đạt được những kết quả tốt đẹp và sắp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hôm qua chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp rồi và rất cần thiết trong việc phá hủy các thiết bị của Nga gần Toretsk. Hiện tại, nhiệm vụ chính của các lực lượng trong hoạt động phòng thủ nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm năng của Nga càng tốt, Tổng thống Zelensky cho biết thêm. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đặc biệt mục tiêu của chúng ta trong chiến dịch ở Kerch là lập ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ của đối phương. Theo Tổng thống Zelensky, những tuần tới sẽ rất quan trọng với những nỗ lực ngoại giao của Ukraine với các đối tác ở châu Âu, châu Mỹ và Nam Bán Cầu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các đồng minh, đối tác đẩy nhanh tốc độ viện trợ của vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Cùng ngày, Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, lực lượng không quân của nước này vừa tiếp tục phá hủy cây cầu chiến lược thứ hai ở tỉnh Kerch của Nga. Cùng với tuyên bố trên, ông Oleschuk còn đăng kèm thêm video ghi lại cảnh cây cầu tại khu vực Kerch bị tập kích gây ra lỗ thủng lớn trên mặt cầu.
không rõ thời gian và địa điểm của vụ tấn công, song các nguồn tin cho biết đây là cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim. Cây cầu tọa lạc gần làng Zvanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Việc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng tại tỉnh Kerch được cho là nhằm cản trở tuyến tiếp tế hoặc tiếp viện của Nga. Theo các sĩ quan quân đội, hiện chỉ có một cây cầu bắc qua sông Seim ở làng Karis thuộc tỉnh Kerch. Trước đó, hôm 16 tháng 8, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một cây cầu khác ở thị trấn lân cận Gluskovo, bắc qua sông Seim. Phía Nga cho hay, việc phá hủy những cây cầu đã cản trở những nỗ lực sơ tán người dân thường của họ. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết, Kiev đang đạt được nhiều bước tiến ở vùng Kerch và chia sẻ hình ảnh được cho là của xe tăng. Lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Olgovka, cách thị trấn Suza ở tỉnh Kerch khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát Suza sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này. Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kerch của Nga từ ngày 6 tháng 8. Sau gần 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km vuông lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga. Nếu được xác thực, tốc độ kiểm soát lãnh thổ trong hơn một tuần của Kiev tương đương với tốc độ giành lãnh thổ của Nga ở Ukraine trong nửa năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kerch của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tiền tuyến đối với quân đội Nga. Cũng theo Viện Nghiên cứu ISW, cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kerch và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở tỉnh Donetsk có thể sẽ gây sức ép lớn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các cuộc tấn công nhất quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm quân tới vùng Kerch sẽ làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Moscow ở đông và đông bắc Ukraine. Xung đột vũ trang Nga-Ukraine tiếp tục khốc liệt trên khắp lãnh thổ cả hai nước. Ukraine kiên quyết tiến thêm ở Kerch, phá hủy một cây cầu quan trọng đối với hậu cần quân đội Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục xốc tới Donetsk, tấn công ồ ạt nhiều nơi và tiến sát thị trấn chiến lược Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tuyên bố quân đội nước này đang mạnh lên ở tỉnh Kerch của Nga sau khi các binh sĩ Ukraine đánh sập một cây cầu thứ hai tại tỉnh này vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Đây là một cây cầu trọng yếu của lực lượng hậu cần Nga tại mặt trận này. Chiến sự tiếp diễn tại Kerch, nơi quân đội Ukraine tiếp tục nhích từng bước một kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục chịu áp lực gia tăng từ quân đội Nga tại miền đông nước này. Chiến dịch của Ukraine tiến công Kerch có nhiều mục đích, từ nâng cao nhuệ khí binh lính đến làm dàn trải nguồn lực của Nga, tạo điều kiện đàm phán thuận lợi sau này và tạo ra vùng đệm an ninh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Zelensky nói rằng thế đứng của quân đội Ukraine ở Kerch đang được cải thiện. Cây cầu Nga mới bị phá hủy là cây cầu bắc qua sông Seim. Phía Kiev cho biết họ đã phá cây cầu bằng đòn không chính xác. Trên mạng xã hội, tư lệnh không quân Ukraine Mykolaiv Oleschuk đã đăng tải lực lượng không quân tiếp tục vô hiệu hóa năng lực hậu cần của đối phương bằng những đòn không kích chính xác. Kèm theo thông tin này là video ghi lại những cảnh cột khói trùm lên cây cầu ở Kerch. Hôm 18 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine công bố video cảnh hệ thống phun lửa Sivanka của họ đang tác chiến chủ động trên hướng Kerch. Nga đã phải sơ tán khẩn cấp người dân giữa lúc giao tranh diễn ra dữ dội. Người đứng đầu của khu vực Korenevsky của tỉnh Kerch, Marina Dektiareva, đã nói rằng "Tôi kêu gọi tất cả các cư dân ở khu vực Korenevsky hãy kiên nhẫn và để cho quân đội của chúng ta đương đầu với kẻ thù. Xin đừng can thiệp vào hoạt động của lực lượng phòng thủ." Trong lúc Kiev tập trung đánh vào Kerch, thì lực lượng Nga tiếp tục tiến đến ở miền đông Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga đã tiến sát hơn ở thị trấn Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Thị trấn này là một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine. Từ đây, người ta có thể dễ dàng tiếp cận thị trấn Kostiantynivka, một trung tâm quân sự khác. Ukraine sử dụng con đường nối hai thị trấn này để tiếp tế cho mặt trận và sơ tán dân thường. Sehi Dobryak, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của thị trấn Pokrovsk hôm 18 tháng 8 cho biết, người Nga đang rất gần, chỉ cách ngoại vi thị trấn có 11 km. Ông Dobryak đã nói rằng mỗi thị trấn, thành phố ở Donetsk đều có một đơn vị chiến đấu riêng và các đơn vị hành chính này đều đã có phương án phòng thủ. Chúng tôi đang làm việc với bên quân đội để xây dựng công sự. Quá trình này đang tiếp diễn. Quân đội Nga ngày càng tiến gần đến Pokrovsk, càng sơ tán nhanh dân thường. Theo ông Dobryak, gần 1.800 người đã di tản khỏi nơi đây trong riêng tuần qua.
Gần đây, mỗi tháng thị trấn này có thêm tầm 450 đến 500 cư dân được sơ tán. Ông Dobryak cho biết, thị trấn Pokrovsk bị tấn công bằng tên lửa, pháo phản lực và bom trọng trường có đường dẫn. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 18 tháng 8 cũng hối thúc cư dân Pokrovsk và những khu định cư khác sát tiền tuyến hãy sơ tán đến những nơi an toàn. Giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh ngôi làng Vyshnitsche và Zalizhne ở tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk khoảng 64 km về phía đông. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, tại những ngôi làng này, quân đội Nga tấn công ồ ạt vào sáng ngày 18 tháng 8. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang được yểm trợ bằng một nhóm 12 xe tăng thiết giáp và nỗ lực đột phá vào các vị trí của quân đội Ukraine và tiến về hướng Toretsk. Toretsk là một thị trấn chiến lược và có thể mở đường cho quân đội Nga về Kostiantynivka, Kramatorsk và Slovansk. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!